Dạ xin được kính chào quý vị cùng quay trở lại với em Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay em sẽ tiếp tục đi dạo các ngôi chợ ở Nha Trang mình để mua rau, hầu như là mua hết rau đến các cô, các bà, các chị mà họ buôn bán ế khó khăn trong cái đợt mưa bão trong đợt này. Em đang đứng ngay chợ ga Vĩnh Thạnh và hôm nay là quý vị, em trở lại nơi này em sẽ đại diện một người cô đến từ Cali và cô này thì cũng đã rất nhiều lần gửi những cái phần quà về làm thiện nguyện tại quê hương. Cô cũng là một người gốc Hoa đó quý vị. Ở đây là phía xa xa bên kia có cái cô bán bánh bò. Có bữa thì cô bán bánh bò, có bữa thì cô bán bắp. Cô đó thì bị bệnh ca và cuộc sống rất là khó khăn, ở có một mình thôi, nhà thuê cửa mướn. Sức khỏe cũng sức khỏe cũng đang xuống cấp trầm trọng rồi thưa quý vị. Hôm nay thì cô Cali có gửi về cho em một ít tịnh tài để chia sẻ nhiều cái phần thiện nguyện lắm. Và hôm nay thì sẵn điện đây em cũng thông báo đến quý cô chú anh chị rằng em cũng đang giữ một số phần tịnh tài để chia sẻ đến bà con mình. Thứ nhất là thím mẫu đơn khoảng 9 triệu đồng từ cái tiền mà làm bên cấp nước cho những người xóm nhà ga Lương Sơn. Chú Hùng ở Cồn Giữa nay ở bên Úc, con đang giữ của chú là 2 triệu đồng cùng với lại chị Xuân Lan 3 triệu đồng để hỗ trợ nhóm người ở ga Lương Sơn đó quý vị, cấp nước ngọt để họ sử dụng. Nhưng mà bây giờ thì chưa có thông tin gì. Ngoài ra thì em đang giữ số tiền của anh Hoàng Long đến từ nước ngoài. Em cũng đang giữ của anh là 2 triệu rưỡi. Vừa rồi em gửi tặng một hoàn cảnh là 500 ngàn, còn lại 2 triệu. Cô Ánh Hà Lâm ở bên Alaska em giữ của cô 4 triệu đồng. Rồi một người Phật tử có tên là Quảng Hiếu ở bên California em giữ 2 triệu rưỡi. Hiện nay thì em sẽ chích ra Phật tử Quảng Hiếu 2 triệu, anh Hoàng Long 2 triệu và cô Ánh Hà Lâm 2 triệu, tổng cộng là 6 triệu đồng để chia sẻ yêu thương đến những bà con khó khăn ở quanh chùa Suối Ngổ mà nơi thầy Thích Minh Tuệ đã ẩn tu ở nơi đây một thời gian. Rồi sư thầy cũng đã rời Vĩnh Phương trong 3-4 ngày nay rồi, thầy đã về lại Gia Lai, còn cuộc sống của bà con Suối Ngổ cũng khó khăn như bình thường. Và em sẽ cùng với lại thôn Như Xuân 1 ở xã Vĩnh Phương chia sẻ đến bà con. Và bây giờ thì em cũng tiếp tục sử dụng số tiền của cô Cali để chia sẻ đến một người cô bán bánh bò ở đây bị bệnh ca. Ngoài ra thì cũng đi mua hết những cái phần rau để mà chia sẻ đến bà con ở xóm nghèo. Chào cô. Dạ. Hôm qua con ghé tới đây còn không có thấy cô. Dạ hôm qua là tới ngày hàng tháng đi lấy thuốc bệnh đó, đi lấy thuốc. Ờ hôm qua đi lấy thuốc. Lấy thuốc ở đâu đó cô? Dạ đi xuống Tiên Đức làm thuốc. Xuống Tiên Đức. Dạ. Mình cũng phải trả tiền hàng tháng. Mình không khám ở bệnh viện ung bú à? Ung bú á mà nó làm tình trạng cái giờ thì giờ lâu lắm. Ờ. Đi qua lại 4-5 lần. Không có giấy tờ tùy thân gì à? Dạ có chứ. Dạ. Đây là mình bắt bắp ha. Dạ. Còn mấy trái? Dạ 7 trái. Còn 7 trái. Lấy cho con 7 trái đi rồi về nhà luôn đi cô ha. Nhân tiện đây thì có một người cô ở Cali, cô đó sẽ mua hết cái số bắp này của cô. Ngoài ra thì cô đó tặng thêm cho cô là 500 ngàn đồng nha. Để cô hỗ trợ mua thuốc uống ha. Dạ. Cảm ơn cô ở Cali nhiều. Dạ. Dạ không, bắp này bao nhiêu tiền? 7 ngàn một trái đúng không? 7749. Con đưa 50 ngàn nha. Dạ. Rồi con gửi cô 50 ngàn nha. Rồi cô về sớm nghe cô. Dạ, chuẩn bị mưa lại rồi đó. Dạ. Dạ dạ. Thay mặt cô Cali chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ cô Cali chúc cô nhiều sức khỏe mà đầy sức khỏe. Dạ rồi chào cô. Cô đây là vị bệnh ca đó quý vị. Bên đây cũng còn một cô nữa. Cuộc sống khó khăn lắm.
ngày nào cũng ngồi góc đây bán rau. Chào cô, quen thuộc không? Quen ha. Cô bán cho người ta đi, xong rồi còn nhiêu con mua hết ha. Rồi cân cho con đi, còn nhiêu đó. Đây là rau tập tàn để mà nấu canh nè quý vị. Đúng rồi, gom hết lại cho con đi. Cái này rau muống này là rau muống gì đây? Rau muống này giờ làm món nào ngon? Xào tỏi ha. Dạ lấy hết luôn đi. Cô giờ sớm nha. Cái này là cũng soạn ra bán đúng không? Rồi lấy hết luôn. Lấy hết cho con đi rồi cô về nghe. Của con hết nhiêu nè? Đây rau muống ngon lắm quý vị. Cái này là nhiêu một bó? Có 10 ngàn thôi đó. Rồi bây giờ của cô là mấy chục ngàn thôi đúng không? Con gửi cô 100 ngàn nha. Dạ. Cô cầm giùm con. Rồi cô về sớm nha cô. Dạ. Dạ kính thưa quý vị, ở đây á, là ngay chợ ga Vĩnh Thạnh. Và trong những ngày này bà con tiểu thương lúc nào cũng phập phòng lo sợ. Lo sợ khi nước lên nhanh. Hôm qua mưa to quá tay luôn. Mưa dầm đến hơn một ngày. Bây giờ thì em sẽ đi theo cái đường này đến đường Lương Định Của, rồi qua hướng Vĩnh Ngọc. Phía xa xa em thấy có một chiếc xích lô. Em đoán đây là chiếc xích lô của anh Hải. Anh Hải nháy ở phía bên nhà ga Phú Vinh. Chào anh. Dạ anh dừng lại giùm em chút xíu đi. Dạ à, mấy nay sức khỏe ổn không? Ổn rồi. Ờ được đi mổ cái gì mà? Ờ ổn rồi ha. Ổn rồi. Mấy nay chạy được không? Không. Cái này là mình đang chở cho người ta hay là mình đi kiếm phế liệu về? Chú lụm nhạc. Dạ. Ở đây á là bây giờ xin phép với chú Hải ha. Rồi. Chú Hải nháy đúng không? Rồi. Dạ. Ở đây thì con xin phép chú Hải là có một người có thể là quen biết với chú, tên là Lang Thang DC, ảnh ở Mỹ á. Rồi bây giờ chú Hải lấy ra giùm con 5 tờ 100 ngàn ha. Dạ, cái này là ảnh tặng chú nha. Con. À, lấy ra giùm con 5 tờ 100 đi. Chỉ là chắc ngọc quá. Đây nữa nè, đây là tờ nữa nè. Dạ đây. Dạ, cảm ơn. Dạ. À, gửi tặng chú 500 ngàn từ anh Lang Thang DC. Con cho chú nhắn lời thăm tự vì chú có một thằng bạn đó hồi xưa nó làm khi lửa chung là tên Ngọc. Dạ. Đức phải biết. Dạ. Không, không phải anh Ngọc đâu. Còn mấy là kia, mấy kia ở bên Úc mà. Có quen ai nữa không? Quen nhiều vô tàu họ bộ ở Úc. Hồi nhỏ chơi cái gì đánh bài chung đó. Cái đó là đồ đi ra đồ đó. Dạ. À, ba thằng đó thì ở Mỹ đó. Dạ. Kỳ vừa rồi nó ghé thăm chú. Dạ vậy ha. À nhân tiện đây con ghé thăm chú rồi con gửi thêm tiền cho chú nghe. Rồi cảm ơn. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nghe. Rồi cho chú gửi lời thăm luôn nghe. Dạ vì vừa rồi nó có ghé nha. Đúng rồi. Dạ vì vừa rồi nó có em nó về nhưng mà nói chung là em là không có thân bằng anh. Dạ giữa. Dạ rồi chúc sức khỏe. Rồi cảm ơn con nghe. Dạ dạ rồi, rồi. Rồi chú Hải đi ha. Đây kính thưa quý vị, chú Hải cũng là một người quen với gia đình của mấy anh.
Dạ kính thưa quý vị, đây là chợ Vĩnh Ngọc và bây giờ là khoảng 10 giờ sáng. Chợ Vĩnh Ngọc hiện nay đó quý vị, thì nãy giờ em đi tìm vòng vòng cũng không có nhiều, thậm chí là không có luôn, không có những người bán dạo và buôn gánh bán bân. Hầu hết ở đây họ cũng có sạp và có chỗ ngồi ổn định. Tuy nhiên thì những cái hàng của họ bán cũng rất là nhiều, em cũng không có khả năng để mà mua hết cái số rau của họ. Ở trong đây thì em biết có bác Long là một bác quân y thời Việt Nam Cộng Hòa. Bác cũng đi cải tạo, chỉ thiếu 3 tháng nữa thôi. Chỉ thiếu 3 tháng nữa thôi là bác đủ điều kiện đi viện HO rồi. Nay thì bác chỉ sinh sống có một thân một mình. Chợ Vĩnh Ngọc bà con buôn bán cũng nhộn nhịp lắm, đông đúc. Chỉ có điều là họ bán nhiều mặt hàng. Ví dụ như phía bên đây là một người cô bán bánh bò, bán bánh ngọt đó, rồi kèm theo bán rau. Rồi người bán xoài thì cũng kèm theo bán rau, rồi mấy cô bán rau cũng bán thêm mấy cái loại nấm. Em cũng không có đủ khả năng với lại tịnh tài trong ngày hôm nay để mà mua hết những cái mặt hàng này giúp các cô các chị được. Đây là chợ Vĩnh Ngọc thôi quý vị. Phía trên đây là có một cái ngôi mộ cổ cũng như là những cái cánh đồng mà trồng rau má. Thôi thì bây giờ chắc em sẽ băng qua cầu gỗ Phú Kiển, đi về hướng phía bắc của thành phố Nha Trang, chắc là đến chợ Ba Làng. Chợ Vĩnh Ngọc này là chợ trung tâm ở nơi này, cho nên bà con buôn bán đông đúc náo nhiệt. Đây là ngõ đi qua cầu gỗ Phú Kiển. Đây là cây cầu cũng nằm trong tình trạng nơm nớp lo sợ khi mưa lũ sắp xảy ra. Có những năm quý vị, mưa lũ thì cuốn trôi một phần, mấy phần luôn của cây cầu này. Một vòng nha, rồi cảm ơn. Đây nước sông chuyển qua thành màu cà phê rồi thưa quý vị. Mùa mưa là như vậy đó. Từ cái đoạn này em sẽ qua đến Phù Sa, rồi đi ra khu Vĩnh Hải, rồi đến với lại Đồng Đế Ba Làng. Sáng nay thì trời âm u nhưng mà mưa lất phất bay thôi. Hôm qua là mưa to cả ngày luôn. Ôi cha, ở đây chuẩn bị sắp sửa mở cái quán gì đây mà đẹp lắm nè thưa quý vị.
ở chỗ kia, phía bên kia, bên kia sông là bán một cái quán cà phê mà có những cái cabin trong suốt. Chỗ kia là cái đập ngăn mặn, bên đây là quán cà phê. Ui xa, quán cà phê đẹp ha. Kính thưa quý vị, đây là chợ Vĩnh Hải. Em sẽ đi một vòng chợ Vĩnh Hải coi thử có ai bán dạo hay không. Tại vì những cái chợ mà quanh khu vực phía Tây đó là những bà con mấy nội mấy ngoại đến từ Diên Khánh, rau ở nhà quê họ đem vô Nha Trang họ bán. Còn ở khu này Vĩnh Hải á, thì cũng mấy nội mấy ngoại đến từ Lương Sơn, khu vực phía Bắc, họ cũng lấy ít cây nhà lá vườn vô trong đây bán dạo. Chị đây cũng trẻ, chỉ có mấy người bán dạo bán lề đường đó quý vị, thì mới em mới đủ khả năng để mà mua hết rau của mấy chị mấy cô. Nay đường này thì gọn gàng ngăn nắp rồi, bà con không có chạn xuống đường bán nữa. Chắc là buổi chiều thì bà con sẽ chạn xuống đường bán, tại vì buổi chiều thường thường rất là đông. Chợ Vĩnh Hải này cũng không có nhiều người bán ở ngoài đường. Chắc là buổi chiều mới có, bây giờ thì em đi buổi sáng. Nãy giờ đi vòng vòng cũng bây giờ là 10 giờ 20 rồi. Dạ kính thưa quý vị, đây là chợ Ba Làng. Ở đây thì đẹp lắm, khuất sau một cái con đường nữa cho nên là ảnh hưởng gió biển cũng không nhiều. Ở đây thì rất là thoáng. Chợ Ba Làng thì lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp. Ở đây hầu hết là những người từ Thanh Hóa đó quý vị. Hồi xưa họ ở trong một cái ngôi làng cũng là tên Ba Làng luôn. Rồi di cư về đây năm 54. Trước năm 54 là cũng đã có một đoàn di cư bằng 2 chiếc tàu. Đây là một cái câu chuyện mà phải nói lịch sử của những người Công giáo đó quý vị. Đầu tiên là họ đến với lại Bình Thuận, rồi sau đó là họ cảm thấy làm ăn không được, sau đó mới một nhóm mới tách khỏi Bình Thuận về với Nha Trang. Thì họ định cư ở đây, rồi gần biển nữa, từ đi biển rồi buôn bán cho nên họ cảm thấy ổn, sau đó mới kéo thêm những người từ Phan Thiết vào, rồi sau đó là từ Thanh Hóa tiếp tục di cư năm 54 về với nơi này. Rồi những cái giáo xứ, những người bên Con Chiên đó thì cũng tập trung về đây và tạo dựng thành một cái giáo xứ Ba Làng. Ở đây em thấy có một cái hàng rau. Mấy cô mấy chị ơi, cho em hỏi rau đây ai bán ạ? Mấy chị cho em hỏi ai bán rau vậy mấy chị? Cái cô kia bán rau đúng không? Cô đó đi về rồi hả? Dạ cô mua rau. Dạ. 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 Mình là người gốc Ba Làng luôn không cô? Mình gốc Ba Làng luôn đó ha. Ở Đá Bàn. Đá Bàn Ninh Hòa đó hả? Ồ. Rồi bây giờ con hỏi cô như thế này nè. Cái hàng của cô có bao nhiêu rau cô mua hết, nó cô về sớm luôn. Ha. Rồi tính tiền cho con đi.
Rau muống này nhiêu một bó? 5.000 một bó thôi. Rồi rau muống là 45.000. Tính hết cho con luôn ha. Dạ. 15.000 là 60 rồi đó. 70 cái này rau ngổ ha. Rau đắng. Rau đắng ăn ngon lắm. Rau đắng nấu canh á. Còn thương rau đắng mọc sau hè. Cái này mọc ngoài vườn rồi. 30 nữa. Là 100. À, rau càng cua 10.000 càng cua xả rồi tổng cộng là 125.000. Rồi cô về sớm ha, con gửi cô 150 nha, thó lại con 50 thôi là được. Dạ. Rồi cảm ơn cô, gói hết cho con ha. Rồi con đi vòng vòng tiếp con coi thử cái ai bán gì nữa không con mua. Là cô gốc ở Ninh Sơn đó bà hả? Là Ninh Sơn đó đúng không? Ninh Sơn. Dạ. Ninh Xuân. À Ninh Xuân. Là cô là người Bắc 54 hay là 75? 75 ha. Dạ. Cô về đây lâu chưa? Chục năm thôi. Rồi giúp giùm con ha, bỏ vô à, chút nữa móc lên cái xe giùm con luôn ha. Xe của con đang đứng ngay cái chỗ chú bảo vệ đó, xe màu vàng đó. Chú đã biết xe của con, cái xe màu vàng vàng đó. Cô lấy rau càng cua hả? À dạ, con mua hết rồi. Tưởng con có lấy rau thì cô cứ lấy về dùng đi. Dạ dạ. Rồi con đi một vòng luôn ha. Sao mấy chị? Xe xăm Sương Nam. Chắc em chỉ mua rau được thôi và chia sẻ lại mấy xóm nghèo. Dạ. Bán ở đây lâu chưa chị? Bán lâu rồi anh. Lâu ha. Ồ, gần gốc ba làng luôn đó. À, chúc mừng bay bán đắt nghe. Rồi, dạ. Nãy đi có mấy cô mời mua cá, mua thịt nhưng mà này làm thiện nguyện thôi quý vị, không có mua đồ sát sanh. Ở phía trong kia là trung tâm chợ, còn ở đây là ngoài vùng ven rồi. Ở đây không khí mát mẻ lắm. Sau cái dãy nhà này là biển. Ở đây thấy mấy chị cũng còn trẻ quá. Để em đi kiếm mấy người lớn lớn tuổi một chút. Chợ ba làng thưa quý vị. Ở đây cũng một số bà con hành ngư dân biển giả. Chỗ quầy rau của chị đây cũng còn ít nhưng mà chị cũng còn trẻ, để em kiếm mấy người lớn lớn tuổi giúp họ.